quê ở trên Vĩnh Phúc. Vâng. Thế xong hai vợ chồng ở Hà Nội Vâng, hai vợ chồng ở Hà Nội. mà lại làm công ty ở Thanh Hóa, nhưng mà công ty này là anh em đúng không? Công ty của chị gái ấy ạ. Của chị gái. Nó hơi lằng nhằng tí ạ. Nhưng thực ra mà nói bây giờ công nghệ online ấy, chẳng chẳng lo gì cả, có gì cái hóa đơn chụp gửi Zalo cái là mình đã làm được rồi, chỉ cần có một người nội bộ đấy là đi giao dịch ở trong đấy là được ấy. Còn tất cả thì đã qua mạng hết rồi, nộp tờ khai thì qua mạng hết rồi, nói chung là chả có ảnh hưởng gì. Bọn chị vẫn làm ở tỉnh nhiều mà. Rồi tiếp tục nhá, như vậy là các cái nội dung như đầu vào đầu ra ấy em làm đến đâu rồi, ngân hàng em làm đến đâu rồi? Ngân hàng thì bây giờ em mới nhập, còn đâu đầu vào đầu ra thì em nhập từ đầu đến cuối rồi. Nhưng mà chị kiểm tra cho em với, vì như là thì em thấy em làm sai hay sao ấy. Rồi chị sẽ ra kiểm Mà tra cho em. còn ngân hàng thì một vài chỗ em chưa hiểu thì em hỏi chị như vậy, xong bây giờ em để em nhập nước. Không thôi, ngân hàng em nhập sau vì cái đấy nó dễ, chị sẽ kiểm tra cho em một loạt về các hóa đơn đầu vào đầu ra nhá. Rồi trước hết là chị sẽ lọc từng tháng để kiểm tra cho dễ nhá, ví dụ tháng 1 này chị đánh thôi một này, lấy dữ liệu lên đúng không? Như thế này thì khả năng em là sai rồi, tại vì là Ừ, ví dụ như nhìn là sai rồi. Đây nhá, ví dụ như cái hóa đơn này nó là bơm hút cát nè, múc cát lên xe đúng không? Thì như chị trao đổi với em buổi trước, nếu như tháng nào mình cũng có chi phí này thì mình sẽ đưa thẳng vào 154 đúng nào, công nhận không? Ừ, thì ở đây không thể nào đỉnh khoản. Em biết vì sao em sai không? Là ngay cái bản thân em tạo mã này, em nhập cái tài khoản chi phí sai, em hiểu không? Đúng Tức không? là phải cho là 154. Ừ, đây, vì ở đây là thông tư, này là thông tư 133 đúng không? Mà trong phần mềm này là tài khoản nợ của nó chính là tài khoản chi phí đấy. Khi mình khai mã đấy thì tài khoản nợ chính là tài khoản chi phí. Và vậy thì khi em khai mã em cứ vô tình em cứ để là 6322 ấy, thì đương nhiên khi hạch toán cái là phần mềm sẽ tự động đỉnh khoản 6322 mà mình không biết là nó sai, vì là bởi vì cái thói quen của các em hạch toán ấy là không kiểm tra lại, cứ thế là cất thôi, thậm chí là có khi là tổng giá trị thanh toán của hóa đơn ấy không đúng nhưng các em vẫn cất. Thì về nguyên tắc kế toán ấy, khi mà em làm xong một hóa đơn, trước hết em kiểm tra lại chỉ cái phần đỉnh khoản nhá, thứ hai nữa là tổng giá trị thanh toán với lại tiền thuế nó có đúng hay không. Bởi vì thực ra ấy, khi mình hạch toán như thế này, sau này khi mà mình lập lên các cái báo cáo thì nó phải có số liệu liên đới với nhau đấy. Ví dụ như cái VAT này nhá, em làm xong em khấu trừ và em cân đối thuế, được chưa? Em cân đối thuế thì tí nữa nó có khớp với tờ khai thuế của em hay không thì cơ quan thuế sẽ đối chiếu được ấy, thì mình phải làm cho chính xác. Ví dụ nhỉ, ở đây thuế đây, sang phần thuế này em lại vô tình ở đây lại 1331 mà lại nhỡ ra nhỡ tay xóa mất cái 1331 này đi, thì giữa tờ khai và sổ cái nó sẽ không khớp nhau, thế nên em phải kiểm tra kỹ. Đương nhiên những cái này là chị cũng sẽ dạy em cách cách đối chiếu tổng hợp về sau ấy, em hiểu không? Nhưng ngay bản thân chi tiết của các em phải làm đúng đúng không, còn cái đối chiếu tổng hợp nó là sai là chị biết ngay, bởi vì chị có cách đối chiếu rồi. Thế nên là ở đây ấy mình sẽ sửa lại. Vậy chị hỏi em cái chi phí này một tháng có một lần hay là mấy tháng có một lần? Chị ơi, một tháng có một lần. Cái chi phí này là một tháng có một lần, nhưng mà của các đơn vị khác nhau chứ không phải là một đơn vị Không đấy. được, một tháng có một lần của nhiều đơn vị khác nhau, đại loại là như thế, có nghĩa là tháng nào là cho thẳng vào chi phí của tháng đó để mình tính giá thành luôn, chứ còn mấy đơn vị thì chị không nói, em hiểu không? Còn còn nhiều tháng, mấy tháng mới có một loại hóa đơn này thì có nghĩa là mình sẽ phân bổ đều ra, thay vì mình cho vào một tháng thì tháng thì chi phí nhiều quá đúng không, mà tháng thì chi phí không có, cho nên là nó sẽ không đều giá thành ấy, thì mình mới phải bổ ra là treo qua chi phí trả trước, giống như bài giảng hôm nọ chị nói đấy. Thấy chưa? Thế cứ thống nhất cho chị là sửa lại cái này 6322 thành 154 nhá. Rồi. Nếu như tương ứng như vậy thì bên đỉnh khoản nợ 154 ở đây thì tương ứng là chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung chấm MN. Thì như chị nói một theo thông tư 133 thì tất cả theo phần mềm MISA là để vào 154. Nó chỉ tách ra ở khoản mục chi phí mà thôi. Mà trong khoản mục chi phí này thì có sản xuất chung, trong sản xuất chung thì chia ra sản xuất chung dụng cụ khác khấu hao MN là mua ngoài và các loại sản xuất chung tương ứng khác, em hiểu chưa? Đấy thì em phải chọn như thế này, nếu như em không chọn thì nó sẽ không lên được giá thành khi mình tính giá thành đâu. Đương nhiên mà nếu kể cả em không chọn thì cái tính giá thành nó không lên thì chị cũng dạy em cách đối chiếu ngược được, nhưng mà mình cứ phải làm cơ bản cho nó đúng cái đã nhá.
Rồi này, thứ nhất này, vậy nếu mà cái chi phí bơm cắt và múc cắt lên xe này này mà thỉnh thoảng mới có một hóa đơn thì mỗi một hóa đơn này em sẽ tạo một mã riêng biệt, em hiểu không? Nhưng nếu mà tháng nào cũng phát sinh thì em chỉ cần tạo một mã duy nhất thôi. Đúng không? Hiểu chưa? Ừ, em phải ghi ra nhá. Vậy bây giờ em có thể ghi ra cho chị nội dung vừa rồi đi. Em ghi này, nếu này hàng tháng đều phát sinh một loại chi phí thì mình sẽ định khoản là nợ 154, 133 có tài khoản 331 hoặc 111. Được chưa? Mở ngoặc chi phí sản xuất chung để tính giá thành khai thác cát. Rồi nhá. Nếu là chi phí chung thì chỉ cần khai mã dịch vụ một lần duy nhất. Được chưa? Và mình sẽ định khoản sẵn đi, đúng không? Chỉ cần sửa lại tên hàng. Ví dụ như ở đây chị sửa lại là bơm hút cát theo hóa đơn. Em hiểu ý chưa không? Số 12 chẳng hạn. Đây chị nhìn ở bên số hóa đơn bên này, chị đánh vào đây. Được chưa? Múc cát lên xe theo hóa đơn số 12. Em hiểu ý chị chưa? Vậy thì khi mà cơ quan thuế nhìn vào sổ sách thì họ sẽ đối chiếu với số hóa đơn số 12 này. Sau này mình sẽ dễ, rất là dễ tìm để đưa cho cơ quan thuế xem có đúng với nội dung mình hạch toán hay không. Tiếp tục nhá. Cái hóa đơn thứ hai đây này, em có đang bị sai đây này. Đây là quà tặng cho nhân viên. Hóa đơn đầu vào của em là gì đấy? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm này tặng cho nhân viên đúng không? Thế nhưng mà cái này là một cái quy định về quà tặng đấy. Hàng mua về biếu tặng cho khách hàng hoặc là biếu tặng cho nhân viên đấy. Thì cái này về nguyên tắc em phải xuất hóa đơn đầu ra đấy. Ừ, đúng rồi, nhiều người không biết cái này đâu. Nhưng mà chị dạy nhiều với bản thân chị làm, chị hiểu. Nghĩa là em cứ tưởng đơn giản là các em cứ cho cái gì vào công ty cũng được, nó không được đâu. Thuế nó có luật hết đấy, hiểu chưa? Thì cái này nếu như cách một này, em muốn được tính vào chi phí của công ty em ấy, thì vẫn tính được, không có sai. Nhưng mà em phải cho thứ nhất là phải vào có quy chế. Trong quy chế nội bộ có ghi rõ là em tặng cho những bộ phận nào, số lượng bao nhiêu và với phù hợp với cái nội dung đầu vào của em. Nhưng mà ở đây là bây giờ có một cái thực trạng của bên em là vì em không ai tư vấn cho em hết, cho nên em bị sai chỗ này. Em mua vào tháng 1 năm 2018 đúng không? Thì nhẽ ra em xuất hóa đơn tháng 1, tháng 2 thì hợp lý hơn. Em hiểu chưa? Nhưng mà vì bây giờ em mới gặp chị và chị mới nói với em ấy, thì có thể em sẽ làm thế này. Em sẽ xuất hóa đơn vào tháng 10 này, năm 2018. Tháng 1 em mua, được chưa? Thì mình sẽ nhập kho vào 156. Sau đó tháng 10 em sẽ xuất ra ấy, ra tặng cho nhân viên. Đồng thời về nguyên tắc kế toán thì em phải xuất hóa đơn đầu ra. Xuất hóa đơn đầu ra, sau đó thì trong phần hạch toán này ấy, chị sẽ hướng dẫn cho em là xuất kho cái hàng hóa này ra, biếu tặng cho nhân viên của em. Và trong quy chế quy định này, có phiếu xuất kho này, có nhân viên ký này, có hóa đơn bán ra này, với nội dung là xuất mỹ phẩm hay là xuất mỹ phẩm tặng cho nhân viên ấy, mở ngoặc theo danh sách tính kèm này. Đấy, thấy chưa? Số lượng đơn giá thành tiền hoặc là đánh cái giá trị thôi, bởi vì có bảng kê đính kèm rồi thì thôi. Hiểu không? Nhưng về nguyên tắc. Và thứ hai là cái tiền thuế giá trị gia tăng này, khi em đầu vào của em thì vẫn được ghi nhận vào 133. Nhưng mà khi em xuất ra thì đưa vào 333 hết luôn. Có nghĩa là em không được khấu trừ cái tiền tiền hàng hóa này đâu. Chỉ được tính cái tiền đấy thôi. Chi phí này chính xác. Em để như thế này nhá. Nhưng mà em vẫn cho vào chi phí 642. Nhưng mà tiền thuế này này, VAT này, 133 này này, em gột vào, em để là định khoản cho chị là nợ 642 là 15.750.000 nhá. Hiểu không? Tức là cả thuế, còn VAT thực sự em không được khấu trừ đâu, chị khẳng định luôn, hàng quà tặng. Và đồng thời trên tờ khai thuế em ghi điều chỉnh giảm VAT được khấu trừ đi. Được chưa? Cái đó em cũng biết là không được khấu trừ thuế mà. Không được khấu trừ thuế, nhưng mà về nguyên tắc là muốn được ghi nhận một chi phí ấy thì em phải làm một loạt như lúc nãy chị vừa nói xong, chứ không phải tự nhiên em ghi nhận như thế này. Nhưng thôi được rồi, tạm thời em sẽ gộp cái 133 này vào đây. Thì cách làm nhá, bỏ ghi sửa. Em hiểu ý chị chưa? Em đánh vào đây luôn này, đánh lại cho chị đi. 15.750 phía dưới này, 15.750. Cái này rất nhiều bạn không biết, hai nhỏ thuế này,
chọn thuế suất ở đây, bởi vì mình không không chịu thuế nữa. Ừ. Và lưu ý này, cái này chị cũng nói ở buổi trước rồi, đó là cái phần mua dịch vụ này nó khác với mua hàng hóa nhập kho và không qua kho, là số hóa đơn nằm bên phần thuế, em ghi được chưa? Như vậy thì ở đây em phải đánh số hóa đơn vào. Em ghi này, mục đích của việc đánh hóa đơn ở mục này là để sau khi lập tờ khai thuế đấy, cái hóa đơn này sẽ được đưa lên tờ khai thuế nhá. Còn nếu em sót số hóa đơn ở đây thì sẽ không bao giờ lên được tờ khai thuế đâu, đúng không? Mà không lên được tờ khai thuế có nghĩa là khấu trừ thuế của em bị sai, đúng không? Hiểu chưa? Cho hỏi nhá, vừa nãy ví dụ như là vừa nãy mình mua dịch vụ khác vừa nãy ấy, thì em lại thấy là đánh luôn được tới số hóa đơn ở đây ấy. Tại vì thế này, đây bây giờ chị đóng lại cho em xem nhá. Cái ở đây em nhìn này, em quay lại cái này gì? Đây là vào mua hàng, chẳng qua là em chọn hai nhỏ mua hàng không qua kho thôi. Thì hôm nọ, buổi hôm nọ chính chị cũng nói với em là giữa mua hàng đây, tức là dòng thứ 3 và dòng thứ 5 này, Misa nó kết cấu khác nhau. Giữa mua hàng giữa chứng từ dòng thứ 3 và dòng thứ 5 đây này, thì nó có điểm khác nhau và chị cũng đã nhắc em rồi. Đó là mua hàng này thì nó sẽ có phân hệ hóa đơn riêng biệt, đúng không? Nhưng mà mình vào phần mua dịch vụ này thì nó lại không có nội dung hóa đơn riêng biệt, mà số hóa đơn thể hiện ở bên mục 2 này. Em hiểu chưa? Em ghi vào cho chị đi, ghi một cái dấu sao ở đấy. Rồi, thế bây giờ chị nói này, nếu những cái nào màu đen thế này có nghĩa là ghi sổ rồi, cái nào màu xanh là chưa ghi sổ, đúng không? Rồi, em ghi. Khi hạch toán, nếu màu xanh chưa ghi sổ thì phải kiểm tra lại. Vậy bây giờ em sang phần 2 nhỏ này, em có số hóa đơn đấy thì em bổ sung vào đây đi. Em hiểu chưa? Rồi, cái này tí nữa em về em làm sao nhá. Tiếp tục, ở đây cũng thế này. Đây là gì? Cước dịch vụ viễn thông, ok, đồng ý. Nhưng mà ở tất cả những cái mà không thể hiện số hóa đơn đây này, là chứng tỏ một điều là em chưa đưa vào mục 2 phần thuế. Mà em cũng ghi luôn là chưa đưa vào mục 2 phần thuế, thì tức là sau này lập tờ khai thuế nó sẽ không lên nhá. Rồi, em ghi câu đấy vào. Xong chưa? Tương tự chị kiểm tra qua tháng 2. Cái này em cũng sai đúng không? Từ sửa nhá. Cước vận chuyển này cũng thế. Còn cái hai cái này cũng sai tương tự, là không đưa số hóa đơn vào, đúng không? Tháng 3 cũng thế nhá, cũng thiếu. Rồi, tức là có nghĩa là em hiểu về cái sai của em rồi đúng không? Và như vậy thì cái phần cước dịch vụ này, em cước vận chuyển này em cũng sẽ sửa từ cái mã ban đầu của em ấy, thì sau này em sẽ không bị sai. Và nội dung nữa là cái phần cước vận chuyển này thì em đánh thêm chữ là theo số hóa đơn ngày bao nhiêu nữa, số hóa đơn nhá. Sau này đối chiếu cho nó dễ. Ok, rồi, những phần này em sửa. Bây giờ chị quay sang phần bán hàng. Bán hàng thì nói chung chắc là không có vấn đề gì đúng không? Chị sẽ xem một nội dung hóa đơn xem. Bây giờ em làm cho chị một thao tác này nữa nhá. Tức là hôm nọ là chị đang muốn cho em nhập hết đầu vào đầu ra, đúng không? Nhưng chị đang tạm thời cho âm kho, thì bây giờ em click vào đây. Click vào đây này. Mình sẽ làm ngược lại một bài toán, đó là sẽ nhập lại. Trước hết là nhập để đủ bán cái đã. Sau đó thì mình sẽ phải làm nhập để thừa tồn kho sau. Em hiểu ý chị không? Thế bây giờ em nhìn cái danh sách xuất ở đây nhá. Chị sẽ xuất khẩu ra. Thế thì bây giờ ví dụ này. Ngày mùng 3 tháng 1 em xuất 100 mét khối, đúng không? Thì ý của chị là chị sẽ phải nhập kho ít phải là 100 mét khối trước ngày mùng 3 tháng 1 để nó không bị âm kho, đúng không nào? Thì ví dụ như ngày mùng 2 tháng 1 chị có thể nhập kho là bây giờ chị tạm thời chị nhập những cái khối lượng ấy mà chị cần để bán cái đã đi nhá. Rồi tí nữa mình chỉnh cái số dư sau. Thì bây giờ em vào đây cho chị này. Làm thêm một bước của ngày hôm nay nhá. Nội dung mới này. Đó là em vào phần kho, em ghi nào. Click vào nhập kho. Nhìn thấy chị đang để con chuột chưa? Rồi. Click vào nhập kho ở đây. Em ghi, bấm vào mũi tên màu đen. Em chọn cho chị một nhỏ thành phẩm sản xuất. Người giao hàng em chọn là người quản lý kho. Anh Hưng ạ. Anh Hưng, ok. Nhá, thì em sẽ ghi đây là nhập kho thành phẩm
cát, được chưa? Ngày 03/01/2018 đúng không nào? Chọn cát. Kho đương nhiên là 155 phải không? Nợ 155 có 154, số lượng là 100. Đơn giá ở đây mình chưa thể nào đánh được, đúng không em? Bởi vì sau này mình sẽ phải làm sao nữa? Mình phải tính giá thành. Đúng rồi, tính giá thành, tính lại kho thì đơn giá nó mới xuất hiện ở đây. Em hiểu chưa? Nhưng chị sẽ còn một bước nữa. Đó là cái đối tượng thu chi phí này này. Chị chưa hướng dẫn em làm nhá. Thế bây giờ từ tạm thời chị cứ cắt tạm này. Phần mềm sẽ hỏi này. Bạn cái nội dung này chưa được chọn đối tượng thu chi phí. Bởi vì đối tượng tập hợp chi phí ở trong sản xuất chính là thành phẩm dùng theo phương pháp giản đơn, xây dựng được định mức nguyên vật liệu nhá. Nhưng mà vì cái công ty em ấy nó không thể nào làm theo phương pháp giản đơn đâu, bởi vì bản thân định mức của bên em là khai thác mà. Khai thác thì không thể nào xây dựng định mức cho nó, giống như là mình sản xuất ra một cái ghế hay một cái bàn. Đúng không? Thì bây giờ đối tượng tập hợp chi phí của công ty khai thác nó là chính là phân xưởng. Được chưa? Vì là chị sẽ định hướng em làm theo phương pháp hệ số tỷ lệ. Thì em sẽ vào danh mục này, đối tượng tập hợp chi phí đây. Được chưa nào? Thì ở đối tượng tập hợp chi phí này bấm thêm đây nhá. Thì em sẽ chọn mã đây là phân xưởng cát. Chưa? Hoặc là em có nói là phân xưởng thì nó hơi khác khác một tí với khác đúng không? Thì em có thể ghi là bãi cát đúng không? Tại vì là phân xưởng nó sẽ hơi không thực tế đúng không? Rồi. Và mã thành phẩm ở đây chính là cát. Em hiểu chưa? Thực ra cái công ty em nó không có định mức, mà nó sẽ có giá thành của việc khai thác ở đấy là gì? Là máy, dầu, là lương nhân công. Đấy, là lệ phí, phí môi trường và phí tài nguyên đấy. Đúng không? Cấu thành lên. Sau khi em tạo ra đối tượng hợp chi phí này xong, thì bây giờ em này quay lại cho chị cái phần kho lúc nãy đấy. Đúng không? Đồng ý không? Là nhập kho này. Được chưa? Thì chị mới click vào đây, bỏ ghi sửa. Chị sẽ sang phần thống kê. Về nguyên tắc phải chọn thêm đối tượng tập hợp chi phí là gì? Là bãi cát nhá. Cát. Như vậy em hình dung ra ý của chị chưa? Rồi. Như vậy là tại sao chị lại kết xuất được cái bảng chi tiết này, em làm được không? Hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ sang cái thứ hai, lại bôi, bôi đen tiếp, được chưa? Nhập đến hết thì thôi. Ừ, đấy là một công việc hoàn toàn mới của buổi học hôm nay. Ừ. Và em xử lý cho chị những cái công việc cũ mà buổi hôm trước em quên, mà chị đã bắt em ghi lại. Thế thôi, chị không dạy em nhiều đâu, em sẽ quên. Chị chào em nhá. Có gì em cùng em lại nhắn tin cho chị. Ừ, được mà, thoải mái mà. Ừ, em cảm ơn chị, em là chị. Ừ, chị chào em.